An toàn thực phẩm luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội bởi sự tác động của nó đối với sức khỏe con người. Sau nhiều thông tin, A Thiện Ý phường 4 cung cấp cho thị trường trên dưới 200 kg thành phẩm. Sau hơn 2 thập kỷ theo nghề, sản phẩm bánh phở của gia đình được thị trường đón nhận. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ngoài việc chấp hành quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm, thực hiện lưu mẫu mỗi ngày, đầu tư đèn đuổi côn trùng, đầu tư máy móc cho dây chuyền sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm. Trong vấn đề mà pha màu để cho nó thành cái sản phẩm như mì Quảng như thế này á, thì với cơ sở của tôi thì làm thì hồi xưa đến giờ là mới làm tính cách là thuần túy nhiều về vấn đề dân tộc, cho nên là hồi trước á thì đa số lấy cái màu mì này á là thường thường lấy nghệ á giã ra rồi bắt đầu là bỏ vô trong hỗn hợp bột để mình tráng ra cái màu này. Nhưng mà sau này thì bắt đầu nó có những cái công nghệ mới á, cho nên nó có những cái màu gọi là màu thực phẩm á. Cho nên là về sau là tụi tôi thì hay xài bằng cái màu thực phẩm. Mà tụi tôi xài màu thực phẩm á, thì cơ sở tụi tôi là đa số là xài những cái thực phẩm mà có nguồn gốc ra ngoài. Thì tôi quan niệm á, là mình làm á, là phải nói thẳng là phục vụ cho mình là chính nhất. Thứ hai là với vấn đề bên gọi là để an toàn trong vấn đề sức khỏe của người. Trên vấn đề mà trong vấn đề chế biến á, thực phẩm này á, thì tụi tôi luôn luôn quan niệm á, cái gì mình lấy lương tâm lên hàng đầu. Theo tôi đánh giá thì người dân người ta vẫn có những cái nhận thức và ý thức về vấn đề mà sử dụng những cái phụ gia thực phẩm, trong nó gọi là hóa thực phẩm. Nhưng mà khi mà cửa hàng bán thì cung cấp đầy đủ giấy tờ, thứ nhất là hóa đơn này, hợp đồng này, rồi những cái giấy tờ liên quan về đến những cái mà liều lượng nồng độ cho phép dùng, thí dụ như mình nói những cái màu chẳng hạn như màu bonso là màu đỏ chẳng hạn như vậy, rồi thứ hai màu vàng, rồi thứ ba là màu màu xanh chẳng hạn như vậy, thì những cái màu này là nó là những cái tên mà được Bộ Y tế họ cho phép dùng nằm trong danh mục những cái đơn vị hay mới tới mua phụ gia thực phẩm, thì trong đó là có những cái công ty ví dụ như Catina chẳng hạn như vậy, hoặc là những cái người nhưng mà ý thức mà người ta làm cái số lượng nhỏ thì người ta vẫn tới để họ mua. Là một trong những chợ trung tâm, chợ Đà Lạt là nơi cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng, trong đó có các loại thực phẩm được chế biến màu vàng như mì Quảng, mì sợi các loại. Do đây là loại bánh tươi, thời gian hàng hóa lưu thông chỉ từ 24 đến 36 giờ, nên người cung cấp sản phẩm cũng đặc biệt lưu tâm về chất lượng sản phẩm. Mình dám chắc là tại vì cái này là những cái này qua một tháng hoặc hai tháng là an toàn thực phẩm nó ra, nó làm tết tại chỗ cho mình, để cho mình cung cấp cho mầm non ăn. Chứ không thôi là nó không làm thì mình bị ảnh hưởng là, ví dụ có cái sự việc, sự cố gì mình không giải quyết được. Đó, nó có cơ sở cung cấp cho mình. Đó. Bây giờ mình làm như vậy á, mình ra đây vẫn làm ở đây mà an toàn, nó vẫn vô trong lò, nó làm tại lò luôn. Nó làm tất cả các cho mình bảo đảm cho cái ngành hàng mình bán. Em nhìn cái màu á, nơi sản xuất lên rất là tin tưởng. Tại vì em nhìn thấy cái màu này giống như là cái màu nghệ, cái này là màu nghệ này, nó vàng như màu nghệ đó. Ngoài các sản phẩm bún phở mì có màu vàng, dưa cải măng tươi cũng được bày bán nhiều tại các quầy sạp trong chợ. Tuy nhiên, theo cảm quan, màu của các loại sản phẩm này cũng không có gì khác biệt so với dưa cải hay măng chua mà các gia đình tự làm. Cũng tại chợ Đà Lạt, dạo một vòng tại các hàng khô, khi được hỏi chất vàng ô để pha chế, các tiểu thương đều trả lời không hề biết. Điều này một lần nữa khẳng định, nhận xét của ngành chức năng là có cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm thì mình cũng lấy được hết, nhưng mà những cái sản phẩm mà lưu thông không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc là nhãn mác không đầy đủ thì chi cục trong 6 tháng thì cũng đã lấy được 60 mẫu, thì trong đó cũng có 6 mẫu là nó không đạt các cái chỉ tiêu theo cái công bố của sản phẩm. Trong các cái 60 mẫu đó thì cái chất cấm vàng ô hay là chất cấm sử dụng trong cái chăn nuôi thì không có, mà đây nó chỉ là các cái chất về phụ gia thực phẩm hay là kim loại nặng hay là vi sinh thì nó không đạt, chứ mình cũng chưa phát hiện là cái chất cấm trong chăn nuôi cũng như là chất cấm như là vàng ô. Với quy trình kiểm tra, giám sát định kỳ của ngành công thương và ngành y tế Lâm Đồng, cho đến thời điểm này, ở Đà Lạt,
chưa có sản phẩm nào được phát hiện có chất cấm vàng ô trong thực phẩm. Riêng gần 20 tấn măng tươi bị thu giữ trong thời gian qua, đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Trong khi chờ kết luận của ngành chức năng, công tác thanh kiểm tra, giám sát mối nguy tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trong hai mẫu bò viên Gogo và bò viên Melian mà lực lượng chức năng kiểm tra và lấy mẫu tại công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sinh có trụ sở tại đường tỉnh lộ 10 quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều không có ADN của bò mà chỉ thấy ADN của cá và thịt trâu.